sự hài lòng hay mọi lý lẽ đều vô nghĩa nếu nhìn về thành tích phán xét, huấn luyện viên Park Hang-seo bị sa thải theo cách nghiệp ngã nhất là minh chứng. Cách đây vài ngày, người hâm mộ Việt Nam đã biết được thông tin đầy xúc động khi huấn luyện viên Park Hang-seo bật khóc khi gặp lại thầy Gus Hiddink sau hơn 20 năm. Huấn luyện viên Park Hang-seo là trợ lý của huấn luyện viên Gus Hiddink, cả hai góp phần giúp Hàn Quốc đi đến bán kết World Cup 2002. Họ là người hùng của bóng đá Hàn Quốc khi lần đầu tiên trong lịch sử một đội tuyển của châu Á đi đến bán kết World Cup. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo không may mắn như huấn luyện viên Gus Hiddink. Ông nhanh chóng gánh nỗi đau sau đó vài tháng. Tấm huy chương đồng Asiad năm 2002 không làm cho người Hàn Quốc hài lòng. Một cuộc họp kéo dài gần 4 tiếng của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc diễn ra sau 8 ngày thua Olympic Iran trên chấm 11 m ở bán kết Asiad. Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đăng dòng tít Park Hang-seo bị sa thải. Không ai quan tâm Hàn Quốc thua đen đuổi trước Iran, không ai nói ông Park Hang-seo cách đó vài tháng làm người hùng ở World Cup 2002. Không ai quan tâm huấn luyện viên Park Hang Seo gánh áp lực của người thầy Gus Hiddink về thành tích bán kết World Cup 2002. Chỉ có sự phán xét về kết quả không hoàn thành mục tiêu là huy chương vàng và huấn luyện viên Park Hang Seo phải chịu trách nhiệm, bởi ông là huấn luyện viên trưởng Olympic Hàn Quốc. Sự nghiệt ngã nói trên là bài học đắt giá cho sự nghiệp huấn luyện viên Park Hang Seo. Ông hiểu được người hâm mộ luôn kỳ vọng với đội bóng, chỉ có thể nói chuyện bằng kết quả, thay vì những lời hứa hẹn ngày mai. Bởi huấn luyện viên Park thức dậy có thể bị sa thải vì trận thua của ngày hôm qua. Đây cũng là lý do ông Park luôn làm hết sức để giúp đội tuyển Việt Nam thành công. Ông từng nói nghề huấn luyện viên không thể nói suông, mà phải chứng minh bằng kết quả, còn thua thì huấn luyện viên chịu trách nhiệm. Sự nghiệt ngã của nghề cầm quân không chỉ dành riêng cho huấn luyện viên Park Hang-seo, mà có rất nhiều nhà cầm quân chịu bi kịch này. Huấn luyện viên Gong Okyun chia tay V-League sau vài vòng đấu. Ôn Kinh có hai chức vô địch AFF Cup nhưng Thái Lan sa thải sau thất bại 1-2 trước Trung Quốc. Qatar đã sa thải huấn luyện viên Chusie sau thất bại trước Indonesia và bị loại ở ASEAN Cup 2004. Bóng đá rõ ràng không thể nói hay, không ai biết trước kết quả ngày mai nên mọi lời hứa hẹn đều không có giá trị bằng kết quả. Huấn luyện viên Chusie thường nói về tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Park Hang Seo theo kiểu ghi bàn may mắn, hay thua 8 trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, còn triết lý của ông là tương lai đưa tuyển Việt Nam ra châu lục và thế giới. Nhưng huấn luyện viên Chu luôn nói hài lòng sau mỗi trận thua của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2023 dù không hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Ông phải cảm thấy may mắn khi chưa bị sa thải, bởi ai cũng thấy tuyển Việt Nam đã có thành tích tệ nhất tại một kỳ ASEAN Cup, toàn thua cả 3 trận và lần đầu bị loại từ vòng bảng với không điểm.